cho các bạn. Mình tên là Nhật Hoàng, mình đến từ nhạc cụ Minh Phụng. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các nút chức năng để cho một bài nhạc hoàn chỉnh. Và mình sẽ đàn cho các bạn nghe một giai điệu mình đã chép vô từ USB, đó là điệu cho chương trình. Như bài 1 mình đã hướng dẫn các bạn cách chọn điệu. Bây giờ mình sẽ nói sơ qua luôn. Khi các bạn đã chọn điệu rồi thì bước đầu tiên các bạn sẽ nhấn Startup ở đây. Các bạn sẽ nghe được cái giai điệu. Nếu đã tích hợp rồi thì các bạn có thể để đó. Và mình sẽ chỉ các bạn những cái chức năng khác. Để chơi một bài nhạc thì các bạn phải nhấn nút Accord ở đây, là để bật hợp âm lên khi các bạn chơi. Đây. Còn khi các bạn muốn intro bài hát thì trước khi các bạn bật giai điệu thì các bạn phải nhấn nút intro trước. Lúc đó các bạn sẽ thấy màn hình hiển thị intro đến main A khi các bạn bấm play. Main intro. Còn outro hay còn gọi là ending thì các bạn khi đang chơi một bài hát, các bạn bấm lại nút intro và ending, nó sẽ outro. Để fill trống thì chúng ta có hai nút ở đây là main hoặc là auto fill. Thì khi chơi các bạn bấm nút này thì các bạn sẽ có hiệu ứng như thế này. Qua một đoạn sôi động hơn, bấm lại để trở về main A. Bấm hai lần để fill trống nhưng mà vẫn là main A. Tương tự main B cũng vậy. Còn Scene Star là cũng giống như Startup, nhưng mà khi các bạn bấm Scene Star là nó sẽ chờ lệnh các bạn bấm hoặc âm, lúc đó nó sẽ phát giai điệu. Khi các bạn nhấn Scene Star thì màn hình sẽ hiển thị nhấp nháy mũi tên. Khi chức năng Scene Stop, khi các bạn nhấn chức năng này thì khi các bạn đang bấm âm mà các bạn buông ra thì nhạc sẽ dừng. Nhấn lại để tắt chức năng này đi. Mình đã hoàn thành hướng dẫn cho các bạn các nút chức năng của cây đàn AW410. Cảm ơn các bạn đã xem video clip. Nếu các bạn có điều gì thắc mắc hãy comment bên dưới và hãy nhớ like và subscribe để có thể theo dõi các video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.